tay là đồ tôi giữ luôn nè. Hai bên luôn nè. Tôi giữ rồi, chiếc anh chiếc anh giữ rồi. Đâu, có chiếc em là chiếc bình thường quá rồi. Đây. Đồ chơi tôi giữ luôn rồi thấy không? Đây là dân sưu tầm đồ da trai. Đây nữa nè. Đây nữa nè mọi người. Đó. Rồi giờ lấy tiền thuốc kịp rồi. Đây mọi người, hôm nay mình lại ra chỗ cô Lan rồi. Thì hôm trước có mấy người bạn gửi đồ nhờ mình tặng cô Lan, thì hôm nay mình ra mình tặng cô Lan nè. Và hôm nay ra thì cũng thấy có người đã tặng đồ cô Lan một bọc luôn mọi người. Điện thoại tổ quá trời luôn, thì lát mình quay cho các bạn xem. Hôm nay mấy nay trời mưa gió quá, buôn bán cũng cực mà nha. Cô Lan giăng cái bạc lên để mà che mưa che nắng nè. Mấy nay trời mưa nắng thất thường quá. Nay có đại gia ra chuẩn bị tài trợ cho cô Lan một cái bạc này mọi người. Đó, ông anh. Ông tài xế sẽ tài trợ cho cô Lan một cái bạc. Hứa rồi nha. Hứa rồi. Hứa rồi đó. Rồi cô Lan sắp sửa có một cái bạc để văng đây mọi người, mà văng quá sợ công an nó quần không à. Mưa trọng mưa văng lên chứ văng nhiều quá. Thấy sập sệ là nó kiếm chuyện mình á. 15 ngàn anh. Đây là một cái đống sát điện thoại máy cổ rồi nọ mà người ta đem ra, người ta cho cô Lan này các bạn. Cho một bọc luôn nè các bạn. Cả ký luôn. Đó, mới cho hồi sáng nè. Còn đây là cái mớ điện thoại mà hôm trước cái anh gì quên, anh Long hả? Anh Long anh nhờ mình gửi tặng cho cô Lan, đây là một mớ nè các bạn. Đây là những cái máy mình đã test sẵn hết trơn rồi. Là coi như một vàng này là máy sống nè, mình đã test rồi, mình đưa cô Lan tại bả không có biết test máy này nọ nên không biết sống chết sao đâu. Đó nên mình phân ra cái nào sống để bọc này bả nè, còn cái này là máy chết. Mấy này là xác nè, ba bốn cái. Rồi mình đem ra một số đồ linh tinh này không có xài nữa, bán nhà trai. Nói cho bà bán nhà trai. Mấy cái vỏ máy rồi xác này nọ rồi đó. Nè. Cái bình xe của mình bữa mình thay ra cho cô Lan bán nhà trai được nhiều bán. Đây là một cái máy ảnh. Cái máy ảnh của hôm trước bạn nào gửi mình tặng cô Lan nè. Mình quên tên mục tiêu rồi. Đó. Cô cũng nhắn gửi lời dạ. Cảm ơn mấy đó, cô Lan gửi lời cảm ơn nè. Cảm ơn mấy cháu á, tại cô không biết mặt nghe dạ. Anh nó đem nha lại nó nói với mấy cháu rồi cô cũng cảm ơn dạ dạ cảm ơn đó. Nhiều lắm dạ. Để mình cho các bạn xem một cái đống da chai này người ta cho cô Lan đổ ra quá trời luôn nè. Rồi máy cổ không mọi bạn ơi, mình cũng ghiền luôn, mình thấy là mình ham luôn đó. Đó thôi được rồi người ta cho cô Lan mà có thì con mua lại, nào thích thì mua lại thôi. Ừ dạ, xi men nè mọi người. Đó, máy cổ, mấy máy này mình nghĩ là đa số hư pin thôi, về mà mua về trưng bày với lại ai thích sửa lại thì mua pin chế lại sửa. Con này là 5 chân, pin 5 chân, Sony Ericsson nè mọi người. Máy cổ không à, Sony, xi men 2-3 cái luôn nè. Teo máy này là máy ấy rồi, máy đi đập đá rồi. Đây là cái máy Samsung rồi. Samsung đẹp ghê, máy này trước mình cũng mê lắm nè. Có cây bút mọi người, cái máy này có bút. Đóng tiền nhà. Máy này, cái máy này em chừng còn sống ra, máy này mà có đồ kẹp nguồn lên biết liền à. Nè mọi người. Mua hên xui đi. Hai cái luôn mọi người, hai cái Samsung y chang nhau luôn nè. Samsung này trước hot lắm nha, một thời hot lắm nha. Hai cái luôn nè. Motorola mọi người. Máy cổ không. Siemens, nó Benwi nè. Siemens nhưng mà của Ben gì nè. Hay quá, mấy máy này đời cổ mà. Này lá mình gắn lại nó bị xúc đít, lá mình gắn lại. Quá không bài cho nữa, còn mấy bao còn. Siemens nhiều ghê ta. Đại gia nào sưu tầm xi men nhiều quá trời à. Cổ không à? Dạ cổ. Đó. Đó. Đây đại gia. Đại gia lấy đầu công nơ chuẩn bị tài trợ cho Lan một cái tấm bạc nè. Ồ xi men không luôn mọi người, già cái máy đẹp ghê ta. Cái máy này là chuyên để nghe nhạc mọi người, cái lo quá bự luôn nè. Lo bự quá trời luôn, có miên cái vàng nút để điều khiển âm thanh nè. Nút tăng giảm âm lượng rồi nút chuyển bài, nút play stop. Hay quá ha. Máy cổ hồi xưa đẹp. Siemens không.
xi men không hết 5-6 cái rồi. Này mô tô nè, phải không ta? À, Samsung nắp bật. Cái máy này trước mình nhớ là mình lúc mình mua là không còn anten nữa. Cách đây khoảng hơn chục năm rồi mình mua một cái vậy thì nó không có anten, nó đẹp hơn xíu. Mình nhớ là mua là 1,7 triệu các bạn. Cái thời đó mua 1,7 triệu là nhà trúng tôm đó mới mua được một cái đó. Là ở trong nhà là chỉ có một mình có xài điện thoại thôi. Cái này của thằng máy nào vậy ta? Quá trời. Win. Này Trung Quốc, xi men không à. Bakery nữa bạn. Cái máy này bị nó cái nút ở giữa rồi. Quá trời. Máy này mua về sưu tầm để trưng bày câu chơi cũng vui. Đó, lát nữa thì mình sẽ dẹp cất lại. Này mình mở ra để mình bày cho các bạn coi mà. Men. Đây là chồng của Lan nè, đó. Sáng ngày chạy xe đỏ không chú? Đấy, được có 20.000. Giá nó chạy hết rồi. Dạ. Sáng ngày chạy mới 20.000 là có con cuốc một chắc à. Cuốc cái chợ dạ. Trên gì đó. Dạ. Để miếng giáp cái ô chuyện đó là không hết rồi. Giờ mình cũng lớn tuổi rồi, mình đâu có cạnh tranh được nó đâu. Chạy dạ. Quá chạy không rồi thôi. Dạ. Bác cũng bác. Dạ. Trong ga 300 số độ này. À, này nó chỉ xây lên xây xuống thôi, không xây xây qua xây lại gì được luôn nè. Cái này như có nó wifi. Dạ. Dạ. Cặp bát này ngon à. Bữa giờ cái dây này chưa bán hết là bán bớt rồi nè. Bữa thấy nhiều lắm này bán bớt rồi. Dạ. Bán bớt rồi. Mưa gió quá ngồi nắng thôi bệnh hoạn thấy cũng tội mọi người. Mấy bạc này bạc để lúc mà mưa che lại rồi nè. Có thì vài bữa đó sẽ có người tài trợ cho con Lan cái bạc để che nắng che mưa. Mấy ốp lưng này ốp lưng lúc trước mình đem ra cho con Lan là hôm nay bán bớt rồi nè, còn được có 1-2 cái à. Máy ảnh này gì ta, à này cục sạc phòng mà mất ruột rồi còn cái vỏ. Máy này mấy cái túi máy ảnh này gì ta, này adapter wifi ta, này cổng gì đây ta, này nhìn không biết là gì, nó chia ra nhiều cổng lắm. Cái này cái gì ta, này gì đây, này đồng hồ gì đây, áp sức rồi. Áp xe thôi, áp hơi. À. Giờ bắt đầu dọn hàng ra từ rồi. Nãy giờ mưa quá, lấp lùm hả? Mưa quá, ốc ra lại bán. Bán nước phụ họa thêm kiếm tiền đỡ đỡ nè mọi người. Con Lan có bán nước nè. Nên mọi người có đi ngang ghé mua chai nước hay nước uống. Xăm, xăm nước ngọt. Tội nghiệp bả ra lúc nào bả cũng đưa chai nước hay chai nước của mình thôi, không uống đâu. Ở nhà quá trời. Vừa đưa cho cái mưa ào mà bỏ chạy. Nó tội nghiệp. À, con lên clip thấy anh Thạch Anh cho đồ cô đem tặng cô luôn. Nó đi đi đường. Dạ. Yeah. Con của con á. Dạ biết rồi. Mấy này là mấy cái bỏ đi rồi mọi người, nên cho Lan bán về chai mấy cái nhỏ nhỏ nhôm này họ. Cân ký mấy cái chai cũng được. Không bán về nhà. Lúc trước bỏ vô thùng rác nhiều lắm. Bây giờ nó gom lại. Để bán cho chai nhôm này bán cũng được tiền mà. Đồng hồ thông minh. Đồng hồ
thông minh cô Lan bán. Con bỏ sim vô là con điện ngon lắm, lại chưa có sim á. Em xà đỡ đi, chừng nào mình đi gặp cái cục pin đó thì con mua con bỏ vô. Kiếm một cái xác này về lắp vô rồi. Này cháu hết trơn rồi, con dâu quý rể ơi, con gái ở qua cái rồi, con dâu rồi. À, dâu hả? Dâu con. Dạ. Nó đi làm nó chưa về. Dạ. Bộ bán cho rồi, ông anh giờ ông làm gì vậy? Còn chị xe không? Không, nó chở khách rồi, ở dưới cầu cô chế sức. Dạ. Rồi lát nó quẹ về nhà chở vợ nó ra bán. À. Có người phụ gì cũng đỡ. Ừ. Bán nước rồi chứ là bán hết tới về. Dạ. Bữa giờ đỡ không, bệnh đỡ không? Khám sức khỏe này nọ đỡ chưa? Cô bỏ liều, cô đâu có khám đâu. Vậy hả? À? Bỏ liều luôn hả? Tiền không có bỏ liều đại, trời trời thương. Dạ, bệnh uống người già thôi. Bệnh người già mà. Ờ, uống thuốc thôi con ơi. Dạ. Rồi vô bệnh viện khám tiền không á. Dạ đúng rồi, mà có bảo hiểm không? Không có luôn. Không, không có, không có bảo hiểm hả? Kỳ vậy? Ờ. Sao cô Lan không xin người ta cấp bảo hiểm người nghèo á? Trời ơi, mình nhà mướn mà. Không có được có cấp bảo hiểm hả? Không, nhà mướn mà đâu có ai cấp cho mình. À. Chứ ở dưới quê thì sao? Mình nó cũng cũng cô ở chợ, cô đang ở đây mười mấy chục năm rồi chứ à, không có. Phải có nhà cửa thì người ta cấp được mình hả? Con phải có nhà. À hiểu rồi, giờ là coi như không có giấy tờ này nọ nên nó có cấp mình được gì. Biết rồi. Dạ. Mua thì tiền đâu mình mua bạc kiểu á. Dạ. Tiền không ăn để ở tiền là mua bạc cổ vậy đó. Ai cũng nói mình lớn tuổi mà phải có cái giấy bảo hiểm. Anh hỏi con của mình rồi tiền đâu mua bảy chỉ mà bình thường nó gì nó lắp mua hết cả nhà tiền đâu mua chuyện mấy triệu bạc năm bảy người. Mấy trăm vậy đó. Đi đâu rồi. Phải giờ có bảo hiểm này nọ đi khám đi này nọ nó dễ hơn. Bệnh gì cũng bỏ liều rồi, trời ơi biết sao giờ. Chỗ này là cái camera này. Dạ cả đi đâu nữa. Đâu. Không có giấy tờ này nọ làm bảo hiểm này nọ khám nó rẻ. Nó đỡ lắm. Dạ nó trừ hết 80% phải không? Hay là 50% ta? Bảo hiểm là trừ nhiêu ta? Ở dưới quê thì 100% luôn á. À, nó hỗ trợ mình 100% đúng rồi. Rồi vô lúc vô là mình chỉ đóng tiền, đóng trước thôi. Đóng trước. Mình đóng tiền ứng trước xong rồi ra nó trả mình lại à. Đúng rồi. Hoàn tiền 100% luôn. Này cục sạc. Này sạc. Dạ, để sợ ướt mưa phải không? Ờ, cho mưa đó. Dạ. Đem vô đây tránh mưa. Còn cái này là chắc cái túi này, chắc cái túi giấy tờ khám bệnh không quá. Thuốc hả? Đúng rồi, là con đây hay là thuốc men được. Đem đi thuốc uống. Nhức chân. Huyết áp, đau bụng tử, cô đủ thứ trong cô đem xe đang uống mà. Đúng rồi, giờ nói chung cứ ra bệnh viện khám tổng quát là ra bệnh, ai cũng có bệnh đó. Cô khám một lần rồi cô lấy cái to đó cô đi mua. Trời, cái đó nó hai cái với nhau luôn hả, một cặp luôn hả? Đúng hết, cái cô đi mua vậy đó. Một cặp luôn. Mua người ta cho uống một tháng mà tiền. Dạ. Mua nguyên tháng, mua 5-6 ngày cũng hết, đi mua nữa. Dạ. Cái tiền đâu mua nguyên một tháng triệu mấy 2 triệu. Từ từ uống đi vài bữa hết. Bữa giờ lo rồi, bán hết rồi. Rồi chứ thấy lo rồi, hôm nay hết vốn sao không thấy lấy đồ gì bán vậy? Bán gì nữa. Bán gì vậy, nó sao đúng vậy. Bán gì hết vốn luôn mọi người. Hết vốn lấy đồ bán luôn. Mưa gió quá. Thẻ nhớ còn nguyên cái chổng luôn. Ừ. Để chổng, thẻ nhớ nó có 200 mấy mê rồi. Của em gửi đưa anh nè. Hả? Của em gửi đưa cho anh. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, tưởng của ai? Đây là chủ nhân của chiếc máy ảnh đây mọi người. Mang chiếc máy ảnh. Thì đây là cũng là sẽ là người tài trợ gì tài trợ tấm bạc của Lan phải không? Đó, vài bữa nay ra quay phim nha. Có tấm bạc nè. Chừng nào ra văn bạc là nhà Thành Anh sẽ ra văn phụ luôn. Không tủ lên văn đó bác. Nói chung để dành che thôi chứ mình làm đúng rồi. Che lên là mệt á. Tại vì cái này là lề đường nên che lên làm ấy quá thì công an để ý nữa, đô thị nó lại nó hốt nữa. Đó mọi người, thì hôm nay mình làm video ra thăm cô Lan rồi coi tình hình buôn bán cô Lan sao, hỏi thăm sức khỏe này nọ xíu rồi mình cũng đi về. Thì hôm nay cũng có thêm người thêm tài trợ cho cô Lan tấm bạc rồi, hy vọng là vài bữa có đồ để che nắng che mưa chứ để đồ nó ướt thì nó hư hết. Thì mình cũng gửi lời cảm ơn những bạn nào đã ủng hộ cô Lan rồi ghé cho đồ nhỏ đó, thì mình cũng thay mặt cô Lan mình cảm ơn luôn. Rồi mình xin kết thúc video đây nha mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha mọi người. Cặp bát này, cặp bát này còn tốt ghê luôn rồi. Cái này là chiên để karaoke nè, mua xịt karaoke rồi mọi người thấy không.
dàn là dàn karaoke súp chép này, mọi người coi cái màn lo nè, đâu có sức mẻ, đâu có gách gì đâu, còn nóng đã ghê luôn á. Dàn này cô Lan bán nhiêu? Dàn này cô Lan bán nhiêu? Nếu con lấy được 250. Không, ý là hỏi bán bao nhiêu để mình thông báo lên cho anh em ta thích đấy. 350 phải không? Dàn này bán giá khác. Dạ. Bán cho thằng anh Duy Huy thì 250, còn anh em nào lại mua thì 300, 300 mấy đó. Ở nhà mình có cái súp rồi, này gì mua về là gắn vô thôi, mà cái súp của nhà mình yếu quá, nó chơi cái vàng này không hết công sức nổi. Mày coi cái này bao nhiêu watt đi? Quanh này nó ghi watt 150W hả, phải không? Phải không nè? 200W nè. 200W. Ừ. Cái này về nhà để trong phòng trọ chắc banh nhà. Nghe banh nhà luôn á. Đó, anh em nào thích chơi nha, âm thanh thì ra đây lụm cái vàng này về. Lên chợ tốt mua thêm cái âm ly nữa. Nhập cặp dây chuyền ngon dữ rồi đây, coi đây. Vô mánh. Vàng không à. Bán luôn vàng luôn à, mở tiệm bán vàng luôn à mọi người. Vàng luôn. Vậy mà nói hết vốn lấy đồ. Vàng không thấy không? Dạ, đang quay con Lan. Dạ. Ăn mía mọi người. Mía này mía giật của hồn. Mía giật cô hồn á, không biết bạn nào giật cô hồn xong rồi đem lại cho cô Lan nè. Người ta đây giật cô hồn xong người ta đem lại cho cô Lan mọi người. Mía này cho cháu ăn được chứ cô Lan sao mà nhai. Đây bánh nữa nè, bánh trái snack đồ giật cô hồn rồi đem lại nè, quá trời mực bịch luôn nè. Đó. Nghe nói là có cho gạo nữa, phải không? Lan. Cho gạo lắm mà. Gạo cho dầu đồ ăn rồi. Dạ. Mấy người trong cư xá nè nó cũng. Dạ. Nói chung là hỗ trợ được cái gì hỗ trợ mọi người. Đó. Nói chung là có lòng là tốt rồi, là vui rồi. Dạ. Ít gì cũng vậy, nếu có cái lòng mà cho mình là quý lắm rồi. Mía ngon quá cả nhà ơi. Rồi con giờ mình có làm. Mía thì cua hồn ngon quá. Dạ, cả lớn tuổi đâu có làm gì được đâu. Chỉ ngồi đây mấy ông với anh mấy cháu không ăn trên này nó vui vui cho mình cả. Đúng rồi. Bán cũng đỡ đi kiếm cơm. Lại mình ngồi có mình cũng đỡ. Uống thì nhiều. Dạ. Ngày bác uống ba tử là tối ông uống nó nhức quá, trời chịu nổi, ông cũng nhức, cô cũng nhức. Tuổi già rồi bắt đầu khớp mình yếu á, gân cốt nó yếu. Dạ. Nói chung mình bán có mình ngồi có mình thì nó đỡ chứ mình ngồi nhiều người nó đuổi liền á. Cô không dám nghĩ nữa đó. Dạ. Nó bán là giúp tiền mua thuốc thì khổ lắm, cái đứa con này khổ. Ở giúp đứa con nó khá giả cho nó giúp cho mình. Lúc trước còn khỏe bán có lúc chín bị hốt mấy lần còn mới hết vốn với bộ qua đây. Bán có lúc chín bị hốt mấy lần. Bị hốt hả chú? Hốt lấy luôn. Thì đó đó bị cầm bò qua đây. Dạ. Bò qua đây. Dạ. Tại anh báo đó chính là nó ấy quá rồi chứ trung tâm mà. Ngay trung tâm. Dạ. Ơi giờ với phần già cả chạy cũng lợ. Dạ đúng rồi. Thôi. Dạ. Dạ. Tôi bán hai mấy năm rồi, đâu có gì bậy bạ đâu. Thằng mình lớn tuổi rồi con, giờ có biết gánh là có biết tiền đâu mướn mặt bằng. Con Lan nhà như có người một cái gì? Nhà có người một hả? Có ông anh đó thôi cái gì? Hay nhiều người? Ba thằng mà một thằng thì lấy vợ ở Trà Vinh, có một thằng đó ở với cô thôi. Dạ. Thì cũng có hiếu lắm, cô bệnh hoạn cũng giờ nói. Dạ. Chở tới chở lui, ông cũng lớn tuổi, ông cũng bệnh hoạn chân cẳng. Chị Vinh hả? Chị Vinh quê con nè. Trà Vinh đó. Dạ. Thằng trai thứ hai Trà Vinh bằng con rồi đó. Cầu gì đó? Cầu chiên, cầu chiên vậy đó. Cầu chiên vậy. Cầu chiên vậy đó. Cầu chiên. Đằng út thì nó mất rồi, đây cũng phải 9-10 năm rồi. Vợ đó gần á chứ không có xa. Ở bên chợ nó giáp với bên Giang qua bên vượt qua còn có chiên là tới bên. Đó mọi người, giờ nó đang nắng mà tự nhiên nó mưa xuống nè, phải dọn. Chú phải dọn năm cách. Mưa nắng thất thường ghê mọi người. Nắng đang chang thì nó mưa đó. Mưa xuống ướt đồ nó hư nên phải che lại hết. Có bạc này che không đỡ. Mưa lầm găm, gắt. Nắng lại rồi,
mà cũng còn mưa, mưa này mưa nắng